Xin tiếp tục chào đón quý vị và các bạn. Bonsai Tiến Sự đang ở tại vườn của bác Phú, xóm 14, xã Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình. Và bây giờ thì Bonsai Tiến Sự đang chuẩn bị cắt sửa lại một số những phôi cũng như cây ở tại vườn bác. Đây là một trong những cây có đường hoành chạy cũng khá là dài và cũng rất có thể sẽ phải thu lại. Đây, các bạn thấy nó dài như này. Cái áo này giặt đi hả? Dạ. Áo này giặt à? Giặt cái gì? Và bây giờ thì nó quang rồi. Và quyết định cắt cái đường hoành này đi là vì đường hoành này chưa cắt được cắt giật. Mặc dù là nó cũng có đường chạy khá dẻo rồi. Tuy nhiên thì do không cắt giật cho nên là nó còn loang quang nhiều quá. Hai nữa là ta tính điểm từ gốc lên thân. Nó sau đó thì nó bò nó hơi dài nhiều lần quá. Đầu tiên thì tôi sẽ sử dụng cắt để lại hai ngọn. Sau đó thì khi mà ngắm tổng thể mà nó đẹp thì ta sử dụng hai ngọn. Nếu mà chưa đẹp vẫn dài ta có thể sử dụng nguyên một đời ngọn mà thôi.
tôi cho ít gì vào cắt nó ngon. Cái đường hoành cũng khá mềm các bạn nhé, tuy nhiên là chưa cắt giật cho nên là trông nó hơi dài. Và khoét cái đầu đi theo đường phấn. Qua đi đẹp như thế để cho nó cắt ngang. À, vừa rồi nó nghiêng nên chúng tôi đã chỉnh lại. Và bây giờ thì một số cái phần thô tôi sẽ cắt đi. Chồng, chồng. Đấy, đấy. Đấy, đấy. Đấy, đấy. Đấy.
cái đưa cái. Được rồi. Nó. Ok, thả đi. Rồi. Chắc cái mẹ này. Đây trong cái chén này thì có không? Đây. Rồi, cái này có tiền. Đây đã sao chưa? Cứ vào đây mà làm đi. Cứ làm đi. Nó khỏe rồi mai là. Cho nó lui ra ngoài kìa, lui ra ngoài đừng lui vào trong. Không người đưa nó. Thôi thôi, đưa nó ngoài. Mà cho nó lui ra đây xíu nữa. Em rồi, em rồi. Em. Dạ một chút. Con này đó. Hả? Con này đó. Nha. Chú ngồi 2 triệu rưỡi mà. Không anh không bán. Một cây này là đủ rồi. Đi mua cây bình an nhé. Cắt đi. Thấy rồi đấy. Được không? Được. Đấy là nói để cho chúng vui tí. Mừng cho anh. Cái cành này ngon gì? Ừ. Cành chống nồm. Đúng rồi. Để mừng cho anh tí. Rồi, chúc mừng nhé. Ừ. Thì anh chết nhiều. Chết nhiều. Nhà. À, lúc này nó có mưa các bạn nhá. Máy của tôi cũng đang bị ướt rồi này. Chết nhiều rồi bây giờ phải xấu. Thừa sức cả đang có chục con này. Yeah. Làm thưa quý vị và các bạn, lúc này chúng tôi cũng đã xử lý xong. Tôi quay cho các bạn cùng chiêm ngưỡng tác phẩm Song Mã Hồi Đầu. Và các bạn nhìn giống như hai chú ngựa đang ngoái lại và được mang tên là Song Mã Hồi Đầu. Ở tại vườn của bác Phú, xóm 14, xã Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình. Tác phẩm này tiến sự cũng giả vài xịch mà bác chưa gật đầu nhé. Ở phía sau là một cây xanh thời đỉnh điểm mà khách trả 300 triệu. Đó là thời đỉnh điểm và xanh còn đây đương thời và chúng tôi
tiếp tục. Tiếp tục lọc để chọn ra những cái điểm cắt. Và các bạn thân mến, thời lượng video này tôi cũng xin tạm ngừng ở đây. Các bạn đang theo dõi trên kênh Bonsai Chiến Sự. Thấy hay thì like và chia sẻ. Đặc biệt là đăng ký kênh, nhấn vào chuông để nhận video mới. Và số điện thoại của Tiến Sự là 0977722623. Ở Tiến Sự là người Hà Nam đang phục vụ các tỉnh thành. Và các bạn vui lòng không điện vào sau 12 giờ trưa cũng như 21 giờ tối. Cảm ơn các bạn.